giống như mình đang đánh cái mình đi cày đi cày được, mình lướt vô xong nhảy lên mà chạm trước nhân vật cái nó sẽ có một cái giai đoạn gọi là bị dướng cái nhân vật mình rơi chậm xuống, thì lúc đó mình nhấn nhanh thì nhấn được cái phút, cái đó gọi là phút tui. Dragon Trai là sao ta? Dragon Trai là ngay cái thời điểm mình chém gây sát thương cho quái thì nó sẽ có một cái frame, tiếng Anh nó gọi là hit luck, thì ngay cái thời điểm đó mình nhấn nút nhảy lên dầm xuống là sẽ được một cái Dragon Trai. Mấy con trọng kiếm dễ làm, Kayuha cũng làm được, Kayuha cũng dễ làm, Kayuha tại vì nó có cái đòn thứ ba. Đây Dragon Trai thì nó áp dụng cho mọi nhân vật, mọi quái vật luôn, miễn sao quái nó không thuộc vô độ cao của quái, giống như Futun, giống như là Futun thì sao không bao giờ đánh được mấy con này nha, không có làm được với con bự. Dragon Trai làm được. Đó, lúc mà chém vô quái thì xẹt đó cái mình nhảy lên. Để cho tao thắng. Đó, ok, mãn ra. Thấy không? Tại sao phải đợi tới cái đòn cuối cùng của Kayuha mới dậm? Là tại vì cái đòn đó nó có nổ. Thì lúc đó nó trong thời gian lắc dài, dễ làm. Còn mấy ông mà hay khéo tay thì chỉ cần gì là được rồi. Thấy không? Ngay thời điểm mà đó, ngay thời điểm nó nhảy xuống 225 đó thì mình sẽ có một cái frame bị lắc. Lúc đó mình nhảy lên cũng được. Nhưng mà cũng phải nhanh. Chỉ do cái mạng nữa. 250 mét dễ làm. Con Kayuha là cái con rất là dễ làm, nó trò Futun, cái trò Run Try đó. À, nó chỗ này nè, 1 2 3. Đó. Cái mà sẹt đó là lúc đó nó đang nhảy sát thương quái, thì lúc đó nó có khoảng cho mình khoảng nguyên một giây bị lắc luôn. Lúc đó mình nhảy rất là dễ làm. Thấy nó không hiệu quả thì nó không hiệu quả, đúng rồi, tại vì cái xác suất thành công thấp. Phúc, đánh thường chạy nhảy đánh dễ lắm em. Em làm đi. Ai cũng biết mà làm ra hay không là chuyện khác. Vì nó phải canh đúng cái frame của nó, nó không có một mà giống như là frame là nó nhanh hơn giây nữa. Ví dụ như cái khung hình của mình đó là 60 FPS, tức là 60 frame per second, tức là 60 frame trên 1 giây, tức là 1/60 giây ấy, thì nó chỉ có khoảng 1/60 hoặc là vài frame thôi. Thì vài cái 1/60 đó để mình làm thì nó khá là nhanh bởi cái đường truyền mạng nữa. Cho nên không hiệu quả. Biết làm thì làm nhưng mà lâu lâu mới ra sẽ làm hết. Ok xong. Thôi còn gì nữa không anh ra? Đi cài khác đi. Nhưng mà cái trò phút tuần là dễ nha, phút tuần dễ làm lắm. Nếu mà tập phút tuần thôi. Phút tuần có cái video phút tuần thôi. Ok rồi xong. Vô. Nay mình đã làm hết nhiều ngày chưa? Man. Insane. Trời ơi. Cái chinh ba cũng hoàn thành rồi. Ưu hồi ếch quốc tận chừng mù luôn 36 270.
Ngựa chinh chiến ngàn. Đó, cái chinh của ngày nay, cái chinh bây giờ ra sao? Vật lý đi, con bằng nào? Niên này hả? Này hay bóp. Omoshiroi mono o sagashi ni iko. Xong rồi. 5 ngày. Ôi, đi farm thánh vật tiếp. Cái chim vô đuối hình mạnh nha. Con lòi với cánh lòi. Nãy giờ nó bị lắc chết, không thấy chết. Ba lần lướt, vậy là giống như con Xiao à. Ari hả? Ừ. Để nghiên cứu về da đi, anh cũng xào xạo vô video về da coi. Để kiếm gọi là traffic. Đi coi. Sư thì kiếm gì mà có con bay hả? Con Badura. Đi xuống đây thôi. Đi coi. Hồi xưa đồ. Đi kết. Nam Cung Khắc Thiên Lý Chúc. おとなしく仕上がる陣営のごとく陣営風邪ひくんよ岩山八九天道ここにあるこれ高く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 
我が剣よ、影に従え。ふっ、ほー。ふっ、ふっ。Ôi, bất mã quá vậy. Quá gì, Kitchen. 急がないと。Sắp tới cho Kitchen quay trở lại sân khấu. Khi mà nó có trang phục nữa thì nha, à, sẽ có cái gì đó nói chung cũng có cái đáng, cái cũng rồi là cũng đáng để dùng Kitchen lại, bởi vì cái ngoại hình anh chỉ mong nó gỡ đi cái quần tất này, có quần tất này không thích lắm, cái chân trắng trắng là nhìn hay, nó muốn tất gì おとなしく仕上がる。ありうるか。魔の描きがたし。天理チョーク。油断した。陣営のごとく。今もいいけや。行くよ。さや。この瞬間、お前は永遠の子。天道万象。逃がさない。これ。はっ。はっ。はっ。健康よ。世の乱れを切り尽くせ。はっ。やっ。はっ。急が。難攻不落。おとなしくしやがった。はっ。はっ。行こうよ。はっ。はっ。Cái vấn đề lớn nhất khi mình chơi con Kitchen này là thể lực. Thể lực cực kỳ hao luôn, mà sát thương không lớn. Vì giống không giống hung sao đâm thể lực, đông trọng kích xong đâm trọng kích tiếp. Nhưng con này nó thể lực, nó trọng kích nha. Xong rồi làm gì, nó phải lướt cái nữa. Tại vì cái trọng kích của nó thường khiến con quái văng ra.
dẫn tới là cái cự ly giữa mình với con gái bị đánh không tới, mình phải chồng kính cái lướt vào, chồng kính cái lướt vào, cực kỳ hao chồng kính. Mình xài chồng kính mình đánh đổi thể lực quá nhiều, trong khi sát thương thì không có tương xứng. Giống như cách mình làm với mấy con như là Hu Tao, thậm chí Chai Hồ, Chai Hồ trọng kích cũng sát thương cũng lớn. Ôi, cái gì vậy, giỡn tôi à? Chơi kênh lôi thì cũng vui, nhưng mà tại vì cái ạc này không có Kayuha với cả đồ hồi ức nữa, không có bộ đồ cho nó đàng hoàng. Mà hồi ức này thì lại mất quy hoài, không đánh được chui. Ba dòng thường là cường hóa là không có đẹp, mà lại có phòng ngự cái mình không ham lắm. Ba dòng trừ khi nào mà nó ra được, nó có vài dòng tấn công, rồi sau đó nó ra thêm một dòng tinh thông hay gì nữa thì hoặc là hiệu quả nạp thì mới xài được, mới phê. Tiếng nhầm lớn quá. Tiếng game quá lớn. Giảm xuống 6 này. Isoga nai to. Đi bắt một tí bướm nữa à. Còn nữa đủ. Ra. Hello, chúc anh một buổi stream bùng nổ. Cảm ơn Ventius nha. Sắp up rồi. Bùng nổ nãy giờ rồi. Giờ người ta sắp up stream rồi, ông chạy vô chút bùng nổ. Đâm đầu không? Nhớ đầu, nhớ đi tắm. Vô tắm ở dơ đi. Cái áo này bận qua giờ có ai thấy cái áo stream mà gì có để cái áo không? Cái áo qua này. Tình hữu đi tắm. Thật ra thì áo không phải áo dơ gì nhé, tại thường thường áo stream là bận lúc stream thôi. Lúc mà họ nghỉ stream nên cởi áo ra bỏ đó để trần, hoặc là bận áo khác. Kiểu như mình mỗi lần stream bận một loại đồ thôi để nhìn cái hình ảnh cho nó độc nhất. Cái stream gì mà mỗi ngày bằng bộ đồ nhìn nó kỳ lắm. Xong. Ốp sò tí tắm xong lên tiếp, trời lên chỉ đạt. Nếu mà anh có ấy nữa thì anh sẽ ngồi edit video hoặc là anh chơi game thôi. Stream cần thể lực lắm chứ bộ, giỡn hoài đâu stream mà.
cái chuyện đâu nói hết chuyện nói cái nói chuyện xàm xí đú à, cái chuyện vô duyên à, vô duyên bị mất hình tượng chết riết rồi vô chim không có gì nói nó xàm xàm hoài. Ê rồi xong đi ra tới ai bây giờ sẽ tới con kẹo bông gòn. Bông gòn nãy nuôi tôi tới đâu rồi? Từ đó em buồn có tính nào chơi game đổi gió không? Anh chơi suốt mà Duy anh chơi nhiều game lắm á. Những lúc anh tắt stream là anh sẽ chơi game hoặc là anh làm việc gì của anh, nhưng mà anh có thời gian chơi game nhiều lắm, mà anh học đêm thôi. Gần như game nào mới anh đều chơi hết. Vì không phải là mình cứ ngồi chơi làm nội dung Genshin thì cắm đầu chơi Genshin hoài. Mình chơi Genshin hoài mình biết mẹ giàu nói, mình phải có sự đối chiếu với những cái thị trường game hiện tại, nó coi mới biết nó hay dở chỗ nào. Thì gần như là tất cả game mới ra và có gọi là miễn phí là mình sẽ chơi hết, tại vì không có tốn tiền. Còn những game tốn tiền thì cũng có chơi luôn mà hạn chế, tại vì mình tốn kém nó không cần thiết. Thì mình ở cái mức độ những game tốn tiền mà nó phải hay mình mới mua thôi. Chơi nhiều lắm, hiện tại cũng chơi Super Bibo, chơi PUBG, Apex quay lại chơi Apex. Rồi chơi Dota. Yo. Bữa tính chơi Tower Fantasy mà game nó lỡ đăng ký phiền quá thôi không chơi luôn. Để coi coi vô là à này chưa có bộ phòng ngự ngon à, mũi không đập kịp phải có bộ phòng ngự ngon. Bởi vì nếu mà thật sắp tới là mình không có nuôi gì thì cứ lên phòng ngự lên thánh di vật đi, thôi nên vô bộ giấc mộng. Con này giờ hay lắm, con này giờ đi với ai cũng được á, đi với tụi Razu trong Yun gì đó nó nổ lên. Ủa sao nay cầm cái này ra không, không đủ chắc thương hả, cầm đi kệ đó đang đánh à. Phong kiếm cách à, sao đi về đây rồi, sao đây về lại đây hả? Ông đang làm nhiệm vụ bên Ina mà, cứ làm bên Ina đi, anh chị biết không? Để mình kiếm ba cái bóng sói với lại mấy cái con bóng ma. Chứ giờ cần đi farm nó mệt lắm. Chúc mọi người xem live vui vẻ nhé, mặt cười. Thank you em.
Hiếu à, Hiếu trước đây là Hiếu nào mà sao giờ quay trở lại? Hiếu quay trở lại bằng hại hơn chưa hả? Hồi trước em xài thuốc gì? Nè đặt cái dòng e xuống. Này một cái nữa. Cùng thiên lên. ハック。意地よ。見切りました。ここだ。ここだ。行くぞ。kinh vậy. Chơi nhiều như vậy, anh chơi game nhiều lắm, trời ơi. Anh không biết mấy ông khác làm YouTube sao chứ gần như là thời gian chính của anh toàn chơi game mà. Anh edit video rất lão, thông thường thì anh không có lão gì mà anh làm đơn giản, nó dùng nhiều từ đơn giản chính xác hơn ẩu. Cái lối edit của anh thì rất là nhanh, thì anh chỉ cắt từ livestream hay gì đó. Thậm chí có những lúc mà anh làm video bằng cách one shot, cái là anh lên đó chia livestream thế này nè, nói chuyện xong rồi anh cắt cái đoạn đó đăng lên, hướng dẫn view, hướng dẫn gì đó, anh làm gì đó. Chơi gọi là rất là đơn giản. Chứ mình ngồi chơi game hoài thời gian đâu, ngồi mờ rặn làm cho nó hiệu ứng đùng đùng trên video. Mai mấy giờ ra hả? 10 giờ cho đi không biết em chắc. Trời ơi, cái đó bao giờ đâu qua chắc là giờ có chỉ. Chơi game BB mà cái trò này hay lắm nha. Tiếp cận mấy con súp bọt của đối phương, giết hết súp bọt đối phương. Tưởng tượng là LH Dota cầm một con Xiao vô giết hết cái đám súp bọt phía sau. Sau đó cả team build vô hiếp con Divert của đối phương. Đâu rồi? Mình lo nói chuyện mình quýnh mà mình không biết là quýnh xong. Nhanh thiệt. Cái này gì vậy? Đánh gì chống mặt gì? Ôi. Ê, đi cứ sao? Qua đi đi la hàng thực chiến bằng con này nè. Đi la hàng full sao cái gì? Hello Di Phúc. Di Phúc đi đâu đây? Có bà con Di Phương không? Di Phúc là nhớ rồi. Di Phương, Di Phước. Ai à? Đi, đi. Yeah. Anh làm clip hướng dẫn build sao với đội hình dễ tiếp cận đi. Anh nghĩ rằng với tất cả những cái hổm đài, mấy video hổm đài đăng đi CL thì cũng đủ thông tin để build rồi em. Anh thực sự không còn gì để nói về CL cả. Những cái thông điệp trong video là đủ kiến thức để mình build rồi. Bây giờ có nước làm là vẽ chuyện anh nói thôi, như đâu còn nhiều để nói. Thì cơ bản nó nên có một cái con gọi là con khiên. Rồi đội hình của nó thì nên đảm bảo vấn đề hiệu quả nào. Thì với những thông điệp như vậy thì em có thể dây cân nhắc. Ví dụ như lỡ không có lợi thần, em có thể nghĩ tới việc dùng một con như Minloy hay gì đó. Nhưng anh không bao giờ đặt những cái team đó vô cái đội hình video của anh cả. Bởi vì đó là không tốt rồi mà. Không tốt vì tại người chơi tình huống bắt buộc người ta xài theo cái ý của họ đó. Thì mình chỉ đưa ra những cái gọi là những cái form chuẩn mọi người cố gắng theo.
Còn những vấn đề cá nhân của mọi người thì mọi người phải tự giải quyết. Vì nó mô hình quan trọng mà. Có người có Melo bỏ Melo vô, không có Melo thì bỏ bất cứ con gì đó mình có. Hoặc cái vấn đề về khiên, ok không có con dung ly đậu khiên thì có thể dùng những con khác hiệu quả thấp hơn, Diona, Thuma gì đó. Nhưng mà anh nói rồi, hiệu quả thấp hơn. Một khi đã không có cái sự lựa chọn tốt nhất thì phải chấp nhận. Xài cái gì cũng được cả, từ trên nhìn xuống. Mấy cái đó mình xài tạm cho tới khi mình có cái sự lựa chọn tốt hơn mà. Ok, bài gì nhau. Nhiều bạn cứ lăn tăn đội hình đó không có, đội hình dở hơn sao, hoặc là vũ khí đó không có, vũ khí tệ hơn, 4 sao làm sao, 3 sao làm sao. Thì đó, mấy cái đó thì mình cứ dùng tạm, với tinh thần dùng tạm, đừng có mất nhiều cái tinh lực vô mấy cái đó. Mấy game nó tồn tại hơn 1 năm rồi. Bất cứ những cái gì gọi là nó bí ẩn hay là nó mập mờ về game đã sáng tạo hết. Đâu còn gì để mà mình phải sáng tạo ha gì đó. Có những team người ta không chơi tức là không tốt, là mình thừa hiểu rồi. Không cần mình phải xào này xào kia trong đó. Đi qua đây. Ơn gì kìa. Cho lên màu luôn. Chắc không có thấy cái gì cả. Ngày mai mấy giờ gì? Cho con Duy nổ súng đầu tiên. C6 xe hè. Vô rồi, ôi con Ayaka nó quýnh sao trời. C6 con xe hè nó búp không giới hạn, không có 5-10 gì cả. Có 10 giây nó búp nhiều búp. Mà em thấy anh làm clip cũng hay mà sao ít người biết thế. Nhờ anh biết Ramati rồi thì like giúp anh đi, like được đề xuất nhiều người biết. Với một thằng về chiến thuật YouTube nữa. Thực ra thì có cách để nhiều người biết nhưng mà tại anh không có, anh không muốn làm. Vì ngay từ đầu á, nó có hai hướng để làm YouTube, đó là YouTube dựa theo cái keyword. Tức là mình sẽ tập trung vô những cái keyword, những mình làm những nội dung mà người ta sẽ search nhiều trên YouTube. Giả sử như bây giờ nha. Bây giờ mà hiện tại mà nếu mà anh cứ làm về Xiao hay là Ito, những con đang hiện diện thì sẽ không có cái lượt search tốt. Bây giờ YouTube người ta đang search gì? Người ta đang search Senhe, search Yunjin, search Ye. Thì nếu anh đào sâu những nội dung đó thì anh sẽ được nhiều người biết hơn. Nhưng mà nó bị vô cái thế mâu thuẫn là mấy con đó chưa ra, mình sẽ không có nội dung, không có hình ảnh gì nói. Nếu mình làm thì nó sầm sàm thôi. Đồng ý là lượt view mình sẽ nhiều, nhưng mà dẫn tới những cái gọi là phản cảm. Người ta nói mình nói gọi là thông tin hời hợt thì nó lại dở. Thì ra anh không có đi hướng đó. Với lại thật ra thì nó sẽ thu nhập nó hai nguồn. Thứ nhất là từ quảng cáo YouTube và donate. Thì nếu làm hướng này thì anh sẽ có thêm một cái lượng gọi là thu nhập đến từ donate. Tại vì những bạn xem thì họ thích làm xem nội dung kiểu đang chơi thế này thì họ thích, thích coi thì họ donate. Còn mình làm kia đông lượt view mà đâu có ai donate đâu. Coi nhiều mà nói mình hơi hợt quá, hoặc là cái đối tượng xem nữa. Đa số những cái bạn xem clip nhiều thì mấy bạn đó cũng trẻ và donate ít ha. Thì đó, chiến thuật anh lại hướng vô cái chỗ đó. Cho nên anh sẽ làm khác mọi người một chút. Rồi không có khiều nha, giả bộ mình chia sẻ chiến lược mình thôi. Để anh em nào mà có làm YouTube thì làm theo thì tham khảo nha. Hai hướng, hoặc là theo hướng kiếm donate, hoặc là theo hướng coi từ lượt view. Nhưng mà lượt view ở Việt Nam thì nó tiền ít lắm. Nếu mà làm YouTube mà kiếm tiền theo hướng lượt view thì nên làm phục vụ thị trường nước ngoài. Làm những video không lời tiếng Anh gì đó, tụi nước ngoài coi thì tiền quảng cáo mới có. Rồi, vô. Bây giờ vô. Thì mình làm gì, mình định hướng cái mục tiêu của mình là hướng theo. Bây giờ anh sẽ đi đâu, về đâu? Đi về đâu, đi đâu? Nhờ làm vậy mới lúc đầu mới làm, trời ơi, đôi đây cũng ổn lắm. À, đi đâu qua đây? Hết rồi hả? Dạ web.
Kazuha sẽ không chơi ổng. Có Kazuha là ổng nè. Còn Kazuha nó giống như là thần tiên, nó không phải còn là người nữa. Nó tới đỉnh rồi. Xe máy cũng chơi được hả? Hai phải C2 mới ngon thì chắc chắn rồi, em hỏi thừa của em. C2 chắc chắn ngon C0. Mà tầm con C0 là nó cũng đã phát huy hết 90% cái công suất của nó rồi. C2 thì thêm được 200 tinh thông. Và cái 200 tinh thông này không phải lúc nào nó cũng hoạt động tốt. Đồng ý là 200 tinh thông này cũng sẽ giúp cho Kazuha nó búp được chút đỉnh sát thương nguyên tố nữa. Nhưng mà thật ra người ta lấy cung mệnh này nè để đi với đội hình phản ứng, giống như vậy đi với Husa hay đi lắc hoặc là Ganju mà tan chảy thì nó mạnh hơn đó cái này nè. Còn nếu mà đánh thuần Ganju băng hay gì đó thì cái dòng này coi như cũng không có tác dụng gì nhiều đâu. 200 tinh thông. Rồi sang hai về súp cho trong Jun Diêu Hiền. Vô đây. Rồi giờ con nó đi làm vài pha hết di vật nhé, hết sạch rồi. Thì để mai đi. Đi đâu về đâu. À bây giờ mình đi ra công việc cái này rồi. Cái này mai thì không thấy gì vật. Rồi cái này mình sẽ đi đi cài thấy gì vật nè. Còn 45 cục nhựa để sửa đồ cho một cái con Xiao. Sắp tới thì hạng này sẽ quay Xiao C6. Đang sửa đồ cho Xiao đúng không? Ok. Rồi. Đồ nó cũng khá là ổn à. Điểm yếu là thánh di vật. Nặng cái gì? Vì sao không thấy gì? Ok. Đây, sắp tới thì con này sẽ lên C6, hiện tại C5. Còn cái thôi. Thật ra thì hiện tại mình ít dùng C6 này lắm, mình chỉ sạc cho em mà. Ok, nhưng mà mình sửa đồ của mình màu xanh chắc đấu.
20 hay là 7 thì cũng khá, cũng chỉ số này tạm ổn rồi. Nhưng mà đối với một bạn C6 thì chỉ số như vậy thì nó cũng cũng không có trọn vẹn, chắc cũng phải sửa lại. Hôm nay nữa cần sửa không? Hôm nay không cần sửa đâu. Amos mà chỉ số như vậy là được rồi đó. Ok, lúc đi farm tiếng thực đi. Mai update xong là kênh đào lên theo 5. Ừ, lên đi Phong. Mắt cực mạnh của con bên rồi. Dùng ly bia thứ sắp bọt thì vũ khí thấy nhiều vật gì thì hát ảnh ấy, nói chung là máu. Thì em làm sao làm những cái phần máu thiệt nhiều là được. Thì em cứ dựa theo mục tiêu đó mà lên đồ. Trong game này nếu mà đồ mà 5 máu nhiều thì có bộ thiên nham. Vũ khí thì có cây cây 3 sao á, cây hát ảnh thương mới có không nữa. Có đây cái này đấy, em có thể lên cái này để tối ưu cái lượng hoa máu. Nhưng mà khi mà lên chỗ đó là con đi bếp thấy mạnh nha. Đi bếp mà yếu dòng ly con không có sát thương là hàng sao không đủ giờ. Sao lại sát thương vậy? Trời, đi lắc chém tay mà mạnh hơn chị kêu nữa. Đi lắc một lý à. Quá tải luôn. Như anh sẽ chơi con Xiao theo kiểu nãy mà không có con, không có Amido vô cái đòn bay của con Xiao yếu lại liền. Không có Amido mà mình lại hai bằng con nào. Mình nét đi. À quên, thì phẩm được. Cái này phải có một con cung. Cái Ganyu bắn. Làm nhiệm vụ này cầm Ganyu bắn mới đẳng cấp. Con Ganyu này bớt lắm nha. Lấy cái con Ganyu bắn nhiệm vụ này rất là vui. Mình chậm tay là nó sẽ nổ lan ra là hư á. Xài đi đất hả? À, cái con này. Mikirimashita. Nankou kuraku, senyoku kougekida. Kudaranai. Wanekugai.
tôi về à? Thắng Quynh, cái nhiệm vụ này lấy con Genju qua làm vui ha. Thằng Genju đi. Đỉnh đâu? Thảo quên chữ 6. Cái này nó vẫn bắn trúng nha. Cái băng băng cái con này nè, nó vẫn xẹt cái lôi thần, bắn xa vẫn được cái chuôi của lôi thần. Nó đẩy hai lần đam. Đây này. Thấy không? Có đam của lôi thần đằng kia luôn á. Cái này nó chuyên chở cái sát thương của lôi thần tới con quái ở tầm xa luôn. Tiếc là cái chuôi của lôi thần thì yếu. Ở chuôi của lôi thần không là kết hợp bắn. Xiao chắc phải gì không? Không, hiện tại Xiao ổn, Xiao không có vấn đề đâu. Vấn đề của nó thì nằm ở lối chơi nên ai mà cảm thấy nhức đầu chút mặt thì thôi không lấy thôi. Cái này thì không có sao cả, cũng được. Hy sinh 45 cục nhựa lấy cái đồng hồ có đáng không trời? Con này pha màu xanh à? 45 mất 6%. Để đổi lại học cũng không đáng.
đồng hồ đi. Ngồi kim thông. Vậy thì mình có thể bỏ một cái lông. Cái lông này. Cái nón. Nón cùi. Bỏ cái nón ra, lấy cái nón đỉnh cao cao hơn. Đi lên xíu. 43-200 thì cũng đâu vào đó trời. Nhớ lên sau đó đi ra hàng. Cũng trả ra dưới á.